tại thì cái quá trình tập luyện cũng đã xong cái phần đường dây, xong cái phần nội dung. Rồi hôm nay là cái ngày đầu tiên mà tất cả các anh chị em hay là cô chú nghệ sĩ gặp gỡ nhau ở sân khấu để mà chạy sân khấu. Trung thấy sự kết hợp này rất là hay và rất là thú vị. Vai diễn của Trung là vai diễn Táo em rể thứ hai. Khi cô Táo lớn thì có một cái cô rất là nhiều chị em Táo nữa, thì nhưng mà Trung với lại anh Huỳnh Lập thì là hai ông Táo của cô Táo Úc của nhà gia đình Táo lớn. Nó hơi phức tạp vậy đó, đại khái là nguyên một cây táo thì Trung là Táo em rể hai ở trong gia đình. Và cái sự kết hợp này đối với Trung thì cũng rất là lâu rồi, Trung với lại anh Huỳnh Lập với lại chị Khải Như mới có cơ hội diễn chung với nhau, mà còn lại đóng vai ông bà Táo nữa chứ. Các cái vở kịch trước hay là những lần trước tham gia, cũng có những lần anh chị em đóng với nhau trong những cái vở Táo Quân.